Xin chào tất cả mọi người, mình là Toàn. Chào mừng các bạn đến với kênh Toàn Amigo. Clip hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn một con phơ bạc rất là hot trong khoảng thời gian gần đây ha, một sản phẩm mới ra, đó là Veratone CB200. Đây, một con phơ bạc là đối thủ cạnh tranh của Lai 6 Bottle ha. Hôm nay mình sẽ tiến hành là đập hộp và hướng dẫn sử dụng cho anh em về con phơ bạc này. Có rất là nhiều tính năng, chất sao tuyệt vời và giá thì lại rất phải chăng. Nếu mà so với phân khúc mà anh em chơi tầm dưới 10 triệu thì con này rất đáng để mình trải nghiệm ha. Nào, chúng ta cùng theo dõi nha. Rồi, mình sẽ tiến hành đập hộp cái con Veratone GB200 ha. Đây, anh em thấy hộp bên ngoài thiết kế cũng rất là chắc chắn nha. Bên trong thì anh em có thể thấy là adapter, anh xuất thể tặng kèm adapter cho mình. Đây là user manual anh em ha, hướng dẫn sử dụng quick guide, hướng dẫn sử dụng nhanh, tất cả những tính năng trên đây, nút đạp là nào hay cái gì anh em sẽ thấy. Nói chung cái này nó khá là đơn giản nè, anh em có thể coi. Nếu là đã xếp những phơ bạc khác thì mình chỉ cần coi sơ này mình sẽ biết được tính năng nó là sử dụng như thế nào. Thì anh em chỉ cần đọc sơ qua là mình biết là những cái này là giống như là những cái cơ bản á, cái bit và cái bit của nhà sản xuất luôn ha. Cái phím đàn sẽ có hai phím đàn nha anh em, hai phím đàn Veratone rất là đẹp, màu cũng cực nổi luôn, phím chơi rất là ok nè. Và đây anh em thêm sẽ thấy đây là con phơ bạc Veratone GB200 ha. Giao diện nhìn rất là giống Lai 6 Bottle ha. Ở đây nó sẽ có lớp keo nha, anh em muốn lột thì lột, không thì cứ để trạng thái bình thường. Đây, bằng kim loại nha anh em, vỏ bằng kim loại rất chắc trắng. Đây, mặt sau anh coi mặt này có đầy đủ các cổng để mà mình sử dụng hết ha. Đây, cổng USB PS này để mình kết nối thêm với lại những trạng thái bên ngoài, mình muốn là chơi thêm phơ gì bên ngoài hoặc là trạng thái ngoa hay gì đó anh em sẽ bê đan ngoa gì đó anh em thêm vô đây, hoặc là một effect nào khác mình muốn expensive này mình sẽ thêm vô đây. Input ha, input guitar vào, ốc in này là phát nhạc rồi, có send, có FXS, send return đầy đủ luôn ha. Rồi đối với con này nó lại có là đây hai cổng out ra đây ha. Rồi đây nó có cổng ba lăng cho mình luôn. Đặc biệt là con này lại có luôn ha. Ở đây là một cái chế độ mát của nó luôn nè, anh em thấy. Và đây cũng có cổng MIDI luôn. Nói chung là có đầy đủ luôn, headphone này ha. Có công tắc nguồn. Và nguồn vẫn là xài 9V DC 1A anh em ha. Công suất tiêu thụ của nó cũng không có quá lớn. Rồi, anh em thấy nhìn mặt trước rất là đẹp. Thiết kế nút giao diện nói chung là rất là dễ để mà sử dụng anh em ha. Đây mình sẽ thấy chuyển bằng tiếng bằng hai cái nút cộng trừ này để chuyển bằng tiếng. Trên đây mình sẽ có nút control này để điều khiển thêm gá những chế độ effect vào. Ở đây mình có horn for tuner và nút tab này nữa. Tab để horn for tuner này, horn for lubber thuộc một trên một băng tiếng mình sẽ xài được 4 tiếng nè, A, B, C, D cộng với lại nút control vô nữa là có nghĩa là mình được 8 tiếng ha, 8 tiếng trên một băng của mình. Rất là dễ sử dụng ha. Anh em nếu như chơi của Zoom G5 đầu hay gì anh em sẽ thấy nó chỉ có 4 băng tiếng, còn này có thêm control vô một cái nữa thì giả sử tiếng A là tiếng lên, mình gá control nó là của chorus vô thì nó sẽ trở thành chorus, có nghĩa là bằng A thì mình đã có được 2 tiếng. Tương tự B, C, D là anh em sẽ có được 8 tiếng. Chỉ cần một băng đó thôi là đi show chậu là vô tư anh em ha. Và ở đây mình có nút nguồn master ha. Đây, rất là dễ, Parameter master. Rồi, mình sẽ tiến hành lên nguồn cho anh em để xem, anh em hướng dẫn cho anh em sử dụng sơ qua con Veratone GB200 ha. Màn hình chính ha, màn hình chủ lên. Đây, em thấy rất là ok, hiển thị đầy đủ cho mình luôn để mình biết được bằng. Đây anh em sẽ thấy là tương ứng với lại cái nút đỏ nè,
1 2 3 4 này giống như là 4 dãy nút trên. À, anh em thấy không? Hai màu đỏ, một màu vàng cộng một màu xanh. À, là sẽ hiển thị giống như thế này để mình rất là trực quan, mình có thể sử dụng rất là đơn giản ha. Đây là ABCD, thì anh em thấy ABCD là của băng dưới đây. Và A này đang tô xanh, có nghĩa là đang chọn của cái băng A này nó là 01 gạch A ha. Nếu mình chuyển qua B, mình nhấn B thì anh em sẽ thấy ở đây B đây là sáng lên. Đó, rất là đơn giản ha. Nhấn qua băng C thì C này sẽ sáng lên. Đó, và mình có những ba cái thông số bên đây là cái gain, rồi cái distortion, và đây là cái part volume, có nghĩa là cái volume của dành riêng cho cái thằng 01 gạch C này. Đây anh em sẽ thấy nè. Nếu mình chỉnh nè. Anh em sẽ thấy là part volume này sẽ giảm nè. Ha, à, giảm lên nhỏ. Còn đây là master volume. Master volume là volume tổng cho tất cả những cái bạc sao luôn. Giả sử mình có là 01 ông 01 ABCD gì đó, và tới 010 ABC 910 gì đó, thì cái này là master tổng. Đó. Còn nếu mà anh em căng tiếng mà anh em thấy cái tiếng của 01C này nó hơi lớn so với lại tiếng 01B này chẳng hạn, thì mình có quyền mình chỉnh lại cái bạc volume này. À, mình chỉnh tăng hoặc là giảm để cho hai tiếng nó trạng thái nó là gần bằng nhau. Rồi sau đó mình chỉ cần là sử dụng cái chế độ save. Nút save mình ở đây ha, nhấn save lại là ok. Rồi. À, tiếp theo là mình sẽ có nút này là parameter, bên đây volume resend ha, bass trap middle có đầy đủ để mà mình có thể mình căn chỉnh được ha. Đó. Nhiều cây đàn mà cần cái gain hay bất kỳ gì đó thì anh em có thể chỉnh thông số đây rất là ok luôn. Đó. Một cái nữa là mình có room là điều trống, để anh em vào anh em có thể phát trống rồi hay gì mình tập luyện thì bấm vào room ở đây. À, lúc này là back về màn hình chủ ha. Cái label này là chỉnh setup những cái thông số bên trong, sau bên trong. Như input nè, full switch nè, expansing full switch hoặc display gì có rất là nhiều. MDI, USB có đầy đủ hết. Hoặc là USB calip ray mình vô mình calip hay gì đó mình vô đây mình có. Còn không anh em back về, trở về màn hình chính. Room thì anh em nhấn vô đây. Đó, bắt đầu chống đầu phát rồi. Chống phát thì sẽ có, tại mình chưa cho nó kết nối lên ha. Rồi, nhấn là tắt. Còn anh em muốn mà chọn điệu thì nhấn giữ. À, nhấn giữ thì sẽ nhảy vô đây. Anh em sẽ thấy là có rock, fun, blue, bob, electric, what thì rất là nhiều. À, nội một cái rock thì sẽ phân biệt ra những cái style rất là nhiều ha. Classic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha, rock đồ rất là nhiều. Cho mình chọn ở đây là cái tempo ha, nhanh hay chậm. Đây là cái volume của cái trống lớn hay nhỏ. Ok. À, rất là dễ sử dụng. Xong rồi anh em muốn mà thoát ra màn hình chủ thì nhấn back về. Ok. Rồi, giả sử cái tiếng này bây giờ mình muốn chỉnh sửa cái tiếng này thì như thế nào? Cái tiếng này nó đang là của ai, mình để cho anh em dễ thấy ha. Đây là của 01 gạch B ha. Thì 01 gạch B anh em sẽ thấy là có em, có noise gate, có cap và có reverb, có nghĩa là cái sao tiếng này nó được tạo ra từ bốn trạng thái này, sử dụng em, cục noise gate, cap và reverb. Nếu mình muốn thêm những cái khác thì nó rất là trực quan. Như anh em muốn thêm delay thì nhấn cái delay này lên. Ai ha, nhấn cái delay lên. Thì ngay chỗ trạng thái này lúc mình nhấn lên thì coi như là anh em sẽ thấy được, nhấn hai cái thì đây delay nó sáng lên. Có nghĩa là mình đã on delay lên ha. On delay thì ngay chỗ delay giờ mình thích nó on lên á, thì anh em sẽ thấy nó có là cái gì của nhiều cái chế độ mình lựa chọn, thì lúc đó mình sẽ ở đây tinh chỉnh. Thí dụ mình muốn delay của analog, enter nhấn vào của analog ha. Rồi nếu delay thì anh em sẽ thấy những thông số đây, đây mid, thời gian, feedback, thì mình sẽ xin tinh chỉnh đây. Đó, chẳng hạn vậy mình thêm delay để cho cái sound nó mịn hơn. Đó, rồi hoặc là mình muốn sau khi mình muốn delay rồi, bây giờ mình muốn cho một cái tiếng em không, rồi mình muốn một cái tiếng distortion lên chẳng hạn, thì anh em nhấn hai cái lên này thì distortion nó sẽ lên. Đây distortion lên thì trạng thái này sẽ lên. Đó, mình có quyền mình chọn những cái cục, ví dụ green, blue gì đó, mình thích cục nào. Đó, thì anh em sẽ lựa chọn như đây, rất là dễ ha. Giả sử mình nhấn này thì thông số dưới đây mình sẽ có nè, mình sẽ tinh chỉnh này, cái gain của nó, cái tone, cái volume của nó ha. Đấy. Rồi sau khi mà anh em muốn tinh chỉnh nó xong rồi thì mà cái trạng thái này mình muốn lưu lại thì anh em chỉ cần nhấn cái nút save này ha. Nhấn save thì nó sẽ hỏi mình á là anh em muốn lưu ở đâu. Ví dụ mình muốn lưu chồng lên
thì mình nhấn enter luôn. Còn nếu anh em không muốn lưu trồng thì mình có thể chọn những ở cái băng khác ha, mình dặn ở đây. Đấy, anh em sẽ thấy đây, ví dụ tới băng 230 này đi, là những trạng thái nó đang là để trống cho mình. Ví dụ mình muốn lưu vô trạng thái của 40 gạch D ha, thì anh em nhấn nút save cái nữa. Rồi, đó lúc này nó mới hỏi mình là đổi tiếng hay là lưu tên gì đó thì anh em muốn như thế nào. Ở bên cái nút này là của delete ha. Đây dặn đây là delete hết nè. À, nó ghi chữ delete nè, rất là dễ ha. Còn ở trạng thái này là cái gì? À, cái của cái chữ và cái số ha, cái cấp 1, cấp 2, cấp 3, ba nút dặn này nó cũng ghi, nó hiển thị để cho mình dễ thao tác. Ví dụ đây, anh em thấy đây là cái đầu của tiên. Giờ mình ví dụ mình muốn chọn là A, B, C bất kỳ gì đó. Rồi, mình lại qua cái khác. Rồi mình qua bên đây thì mình chọn ví dụ B. Rồi, giả sử mình giờ mình muốn chọn cái này là cái con trỏ đó nè. Cho cái xin lỗi mình, đây là cái khoảng cách á. Đây là của cái khoảng cách, ví dụ mình A xong rồi mình B rồi mình muốn qua cái kia. Ví dụ bên đây mình đặt tên là C nữa, giả sử ba cái. À, mình đặt nó là ABC, save rồi xong rồi anh em chỉ cần nhấn save. À, nhấn OK. Rồi, có nghĩa là mình đã làm xong cái tiếng ABC của lưu vào cái băng 40 gạch D. À, rất là đơn giản luôn. Trên đây nó sẽ hiển thị đầy đủ cho mình luôn. Cái con này thì mình sẽ được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trên một cái chuỗi sao của mình ha. Thay vì những cái dòng khác nhiều lắm thì nó có tầm 8, 9. Còn giả sử mà gồm một for gì đó thì mình chỉ có được 6 thôi. Lên more thì có được khoảng 8, 9. Ở này là 10 luôn anh nè. Rất là dễ sử dụng ha. Đó. Những trạng thái này thì mình chơi những tiếng mặc định của nhà sản xuất thôi, cũng là rất là nhiều rồi. Anh em muốn mà tiếng mặc định thì có thể dặn trạng thái này là quay về nhanh nè. Thì mà nhà sản xuất đã có thường những cái con sao này á, nhà sản xuất đã có quy chuẩn cho mình những cái tiếng rất là hay nè. Anh em chơi là vô tư luôn. Ví dụ giờ 01 D nó là 2 Swifty nè. Có nghĩa là những cái tiếng này đa số là người ta cũng đã dựa vào căn chỉnh vào của một số cái danh thủ mà của bang nào chơi chẳng hạn, người ta sẽ có set up vào những thông số đó. Nó không như giống những trạng thái của hàng của Zoom hay Bot đó thì nó không có. Đa số là mặc định, còn những cái thương hiệu sau này ra, thí dụ của Houghton, Ampero nè, Valaton nè, hoặc là Plasma SX nè, thì những cái đó thường là, hoặc là NuX, MG300, MG30 gì đó, thì thường nó sẽ có những cái gọi là cái factory resetting của nó sẽ rất là ok. Anh em chỉ cần chỉnh sửa sơ lại cái delay, reverb hay một xíu gain lên thôi là cái sound nó đã rất là hay rồi. Cho nên mình vẫn có thể sử dụng những cái tiếng reset này để anh em chơi là vô tư. Tất nhiên là sound là mình nói thì tùy tai ha. Có người thì thích như thế này, người thích thế khác, và nó phải phụ thuộc vào cái đàn của mình nữa. Cho nên là đôi lúc là anh em chỉ cần về tinh chỉnh sơ lại theo ý thích của mình. Ví dụ cái tiếng này anh em nghe thì thiếu cái delay reverb gì đó, mình muốn chỉnh delay, ok, nhấn vào delay. Mình không thích delay này, mình chọn delay khác chẳng hạn. Rồi thông số mình tinh chỉnh ở đây, sau đó nhấn save lại như mình nói là ok. Còn này nó đã cho cái trạng thái của mình bass, treble, middle, volume gì đó, đây nó có hết rồi nè. Anh em thấy không? Có đầy đủ nên mình có quyền tinh chỉnh master volume. À, rất là đơn giản ha. Rồi đây là của cộng trừ lên băng. À, anh em muốn quay về bấm back là sẽ quay về cho mình ha. Đây, quay về màn hình chủ. Cái này thí dụ là đang 1A, anh em muốn lên là 2 thì anh em nhấn cộng lên. Đây thì sẽ lên là 2, thì nó có sẵn những cái tiếng này cho mình. Ví dụ là 2 lên 8 đi. Đây, mình sẽ có bubble clean. Đây là cái tiếng clean thuần clean ha. Rất là đơn giản nha. Đó. Ví dụ tiếng thuần clean này mình muốn thêm delay cái tiếng này vào cái tiếng này thì không có delay, hoặc là ở đây nó đang có thêm cái EQ này. Cái EQ này vô thí dụ nó ngắt vậy mình không thích, mình bỏ EQ đi, nhấn cho tắt EQ, nhấn hai cái tắt, nhấn hai cái mở lên delay. Đó, mình chọn một cái delay khác chẳng hạn. Ok, chọn delay này, thông số, chỉnh cái mic, cái thời gian delay, cái feedback. Rồi sau đó nhấn save lại, chồng lên cái tiếng của thằng này luôn là mình sẽ có được cái tiếng đã chỉnh sửa. Còn nếu anh em muốn giữ cái tiếng reset của nhà sản xuất thì nó sẽ chọn, không chọn ở trạng thái này mà nhà chọn những cái băng trống hơn, là giống như nãy của mình đó, mình chọn qua là 40 gạch máy đó chẳng hạn. Đó thì giả sử mình muốn mình chọn từ 40 đi chẳng hạn, nãy mình là 40D đúng không? Mình giờ mình sẽ chọn nó là của đây, nãy mình 40D là mình ký hiệu đó là ABC nè, giờ mình chọn nó là 40C
nghĩa là sát bên. Ok, rồi cũng ghi tên hay gì đó, chẳng hạn mình xóa hết đi ha. Rồi xóa, mình chừa nó lại là 200, cái tiếng B gạch 200, nhấn save. Đây, mình sẽ có 40C là tiếng 200, mình đã bỏ cái trạng thái của EQ nãy nè. À, cái tiếng này có EQ, mình toàn bỏ lên cái delay là sẽ ok thôi. Nhấn qua bên đây rồi qua 40D. Rồi, rất là dễ sử dụng ha. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cho thử một số tiếng reset cho anh em nghe thử nha. GB200 rất là ok ha. Trong cái tầm giá mà dưới 10 triệu thì đối với này thị trường quốc tế bán tầm khoảng hơn 10 triệu đó nè. Nhưng mà ở thị trường Việt Nam mình và ngay shop Amigota shop thì cái giá này mình bán là dưới 9 triệu nha nè. Con Varatone này đang có giá rất là tốt, là giá dưới 9 triệu ha. Anh em nếu mà có nhu cầu thì xin liên hệ Toàn. Số điện thoại mình là 0912530782 ha. Mình ship hàng toàn quốc hết, anh em chuyển khoản mình free ship ha. Chọn hình thức ship có, nhận hàng thanh toán thì phí ship anh em chịu giúp mình. Rồi cái con này lúc anh em lấy thì mình sẽ set up sao lại cho anh em ha. Theo cái trạng thái là mình chơi, mình căn chỉnh lại theo trạng thái của mình chơi, mình sẽ căn chỉnh set up cho anh em một số cái băng tiếng, anh em về chơi là vô tư luôn. Rất là good. Trong cái tầm giá này thì mình đánh giá con này rất là cao ha. Nếu mà mình lấy Live 6 Bosgo là giá của nó là tới gần 14 triệu anh em. Còn con này là đối thủ của Live 6 Bosgo nè. À, và cái giá của nó thì rất là rẻ. Mình còn nói luôn ở trạng thái này nè, anh em thấy ngay cả cái đèn mà trạng thái hoa, nếu bình thường mình không làm gì hết thì cái trạng thái này nó đang là của là xanh này, là của volume pedal. Và tiếng một đạp mạnh xuống này thì nó sẽ nhảy qua cái trạng thái là màu, mình nhớ không lầm nó là màu cam hay màu đỏ gì đó, có nghĩa nó khác màu xanh này. Thì nó sẽ trở thành là pedal hoa luôn. Nó không phải là pedal volume, và lúc đó anh em đạp cái trạng thái ngoa luôn, và nó hiển thị cái đèn này để cho mình biết là đang sử dụng ở trạng thái nào luôn. Con này nó rất là tiện lợi so với những con khác, thì anh em thấy pedal volume này nó không có đèn gì hết,
mình sẽ không biết. Rồi ok, hẹn cảm ơn em đã xem clip đến giờ phút này. Hẹn anh em những clip sau, mình sẽ tiến hành giới thiệu một số cái mẫu phôi bàn trong cái phân khúc tầm trung cho anh em lựa chọn ha. Nó có một con là Valaton GB100 ha, là đàn em của con này, thì mình sẽ tiến hành làm những clip sau. Anh em hãy chờ đón xem nha. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại.